Ngày 1 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến lãnh tụ cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Đại tướng Raúl Castro và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cho biết lãnh đạo Cuba đánh giá cao phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp đặc biệt đầu tiên của Quốc hội Cuba khóa 10, thể hiện sự chân thành, hữu nghị, quan hệ đặc biệt đoàn kết, thủy chung giữa hai nước. Chủ tịch Raúl Castro cho biết luôn theo dõi và vui mừng trước những bước phát triển của Việt Nam, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu đề ra tại Đại hội 13 của Đảng. Cảm ơn Việt Nam trong hỗ trợ đảm bảo an ninh lương thực cho Cuba. Lãnh đạo Cuba đánh giá cao hai dự án nông nghiệp về thủy sản và ngô lai cho Cuba, cũng như các dự án đầu tư tại đặc khu kinh tế Marien và các địa phương khác của Cuba, khẳng định Cuba luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đến thăm Cuba tươi đẹp, chân thành cảm ơn sự đón tiếp như anh em một nhà mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã dành cho đoàn. Trân trọng truyền lời thăm hỏi thân thiết, chúc mừng nồng nhiệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Đại tướng Raúl Castro và Bí thư thứ nhất Chủ tịch Miguel Díaz-Canel. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng lãnh đạo Cuba cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi sát tình hình Cuba, chia sẻ khó khăn mà Cuba đang phải đối mặt, khẳng định tình đoàn kết và ủng hộ trước sau như một đối với sự nghiệp chính nghĩa của Cuba và tiếp tục đồng hành cùng với Cuba trong cuộc xây dựng và phát triển đất nước, chống bao vây cấm vận. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời truyền lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mong muốn được đón tiếp Đại tướng Raúl Castro và Bí thư thứ nhất Chủ tịch Miguel Díaz-Canel trở lại thăm Việt Nam khi điều kiện cho phép.